8. Vật dụng cần thay mới thường xuyên để an toàn cho cả gia đình bạn. Nếu bạn chỉ chăm chăm để ý hạn sử dụng của thực phẩm thì thật là thiếu sót. Thực tế, còn rất nhiều vật dụng trong gia đình không báo hạn nhưng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình rất cần được thay mới. Miếng rửa chén bát Dụng cụ rửa chén bát như miếng bọt, biển, lưới và cỏ sắt là nơi chứa rất nhiều tác nhân gây bệnh. Có khoảng 10 triệu vi khuẩn trên mỗi cm vuông đối với miếng mút và khoảng 1 triệu con nếu là miếng rẻ vải rửa bát. Trong số này có vi khuẩn E. coli và Salmonella, là hai loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Những vi khuẩn này có thể bám vào bát đĩa, qua thức ăn và truyền sang cơ thể gây bệnh. Khi chúng ta sử dụng miếng rẻ bẩn là đã lây nhiễm chéo vi khuẩn trong bếp. Dụng cụ cọ nhà vệ sinh. Vật dụng kín đáo này có thể được giữ trong nhà trong nhiều năm. Tuy nhiên, ngay cả khi làm sạch bàn trải hàng tuần, bạn cần hiểu rằng không thể loại bỏ hết vi khuẩn trên bàn trải. Bạn cần thay bàn chải khi lông của nó bị biến dạng hoặc bắt đầu chuyển sang màu vàng. Khăn tắm Khăn tắm tiếp xúc với nước nên là môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn phát sinh. Mặc dù bạn có giặt rũ, làm sạch nó sau khi sử dụng. Kể cả những loại khăn được làm khá dày dặn và lành lặn nhưng bạn nên chia tay với nó sau khoảng 1 đến 3 năm sử dụng, tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm. Chào chống dính những chiếc chảo này chỉ sử dụng được 2 đến 3 năm và sau đó dụng cụ nấu nướng cần được thay thế, ngay cả khi lớp phủ trông còn nguyên vẹn. Sử dụng dụng cụ nấu nướng này trong thời gian dài có thể gây hại cho sức khỏe của bạn vì teflon là chất chống dính có thể thải ra tới 6 loại khí độc. Đũa gỗ. Đũa gỗ được khuyến cáo nên thay mới 6 tháng một lần vì mỗi khi rửa xong sẽ để lại các vết nứt, lâu dần tích tụ cặn bẩn và vết dầu mỡ. Ngoài ra, đôi khi nếu không được lau khô hoặc khử trùng sau khi rửa, trên đũa có thể xuất hiện các khuẩn gây hại, từ đó xâm nhập vào đường hô hấp, dạ dày, đường ruột và các bộ phận khác gây ra các bệnh về đường hô hấp, viêm dạ dày, viêm gan, thậm chí là ung thư. Các loại thớt. Thớt với bất kỳ vật liệu nào, dù là nhựa hay gỗ, có rất nhiều vết nứt. Đây là nơi tích tụ vi khuẩn. Để không gây nguy hiểm cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình, các chuyên gia khuyên bạn nên thay thớt ít nhất mỗi năm một lần. Lưỡi dao cạo. Chuyên gia khuyên rằng những người dùng dao cạo dâu hàng ngày nên thay đầu dao cạo dâu sau 1 đến 2 tuần sử dụng. Đối với những người sử dụng dao cạo vài lần một tuần, bạn nên thay sau 4 đến 6 tuần. Sử dụng một lưỡi dao xỉn màu có thể gây ra kích ứng, vết cắt, ruột gối. Ngoài việc giảm độ mềm mại, xẹp xuống, cùng với thời gian, gối sẽ bị bụi bẩn, tích tụ nhiều vi khuẩn. Bạn nên thay gối sau khoảng 2 đến 3 năm để giảm những tác hại tiêu cực từ việc dùng gối cũ quá lâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe.